cô dì cho bác, các cụ, các ông, các bà, các bạn trẻ nam nữ thanh niên, chúng ta đã không quản ngại đường xá xa xôi, bất chấp thời gian và ngọc của mình để đến tham dự buổi lễ thành hôn trăm năm hạnh phúc của đàn bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Lời nói đầu tiên cho phép MC Đoàn An xin được gửi tới toàn thể quý ông bà cô dì cho bác, các cụ, các ông, các bà, các bạn trẻ nam thanh nữ tú lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào trân trọng nhất. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, quý cô bác chị trân trọng và kính mến. Đúng là anh còn son, em cũng còn son. Ước gì thế được làm con một nhà, ước gì thế được chung bà, chung ông, chung chăn, chung chiếu, chung mẹ, chung cha. Bước mơ của đứa bạn trẻ giờ đây đã trở thành hiện thực rồi. Dạ vâng, ngày dài phút tới đây, anh em chính làm chương trình sẽ không để cho quý vị phải trên đời đầu hơn nữa. Dạ vâng, quý vị, chúng ta cùng nhau hướng mắt về phía vòng hoa và cùng nhau nổ ra một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để chào đón đứa bạn trẻ hạnh phúc nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Đó chính là chú rể Văn Xuân, sánh duyên cùng cô dâu Thị Hươi, tay trong tay tiến bước lên trên khấu để ra mắt thân thể quý vị. Dạ vâng, xin trân trọng kính mời một tràng tay thật đồng nhiệt nào quý vị ơi. Trẻ chúng ta sẽ gặp tay nhau trong buổi trưa ngày hôm nay và đứa bạn trẻ chúng ta sẽ gặp tay nhau đi đến suốt hôm nay. Thưa thầy quý vị thân mến, thể diện chiến thắng tình yêu đó chính là người bạn trẻ hạnh phúc nhất chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Và tình yêu của đứa bạn trẻ ngày hôm nay thì cũng đã đủ tháng đủ ngày, đủ tiền đủ gạo, đủ đạo làm chồng, đủ công làm vợ, đủ nước đủ chè, đủ cả bạn bè, đủ cả bên nữ và đủ cả bên nam, đủ cả quan viên họ về mừng cho đám cưới, đủ cả anh giấy, đủ cả chị trên, đủ cả bốn bên về chung vui hạnh phúc. Một lần nữa quý về, chúng ta cùng nhau nổ một tràng tay chúc mừng nào, xin mời. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, lúc là đi khắp thế gian thì không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha, nước biển mênh mông không đông đầy tình bè, mái trời lồng lồng không phủ kín công cha, tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn đấn, mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Dạ vâng, để có được như ngày hôm nay đó chính là nhờ ơn dẫn dục vô bờ bến của bậc sinh thành. Sau đây tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời tiến bước lên chiến khấu tình yêu để ra mắt toàn thể quý vị về phía gia đình nhà trai, gồm có bố Lương Văn Bình và mẹ Lương Thị Hoa là sóng thân phụ mẫu của chú rể Văn Xuân ạ. Về phía gia đình nhà gái gồm có bố Lò Văn Hoàng và mẹ Lò Thị Phiền là sóng thân phụ mẫu của cô dâu Thị Hươi xinh đẹp chúng ta. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời hai gia đình chúng ta cùng nhau tiến bước lên chiến khấu tình yêu để ra mắt toàn thể quý vị. Dạ vâng, sẵn kính mời. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, thiên diện chiến thắng tình yêu đó chính là đôi bạn trẻ có như hai bên gia đình thông gia hạnh phúc nhất của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin vâng, đến tận lòng cảm ơn tới quý ông bà cô dì chú bác, các cụ, các ông, các bà, các bạn trẻ nam nữ thanh niên, chúng ta đã không quản ngại đường xá xa xôi, bất chấp thời gian và ngọc của mình để đến tham dự buổi lễ thành hôn trăm năm hạnh phúc của đôi bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Gia đình ban tổ chức xin được trân trọng kính mời đôi bạn trẻ có như hai bên gia đình thông gia, chúng ta cùng nhau quý một cái đầu thật sâu để cùng cảm ơn tới toàn thể quý vị thế nào. Dạ vâng, xin trân trọng kính mời một tràng vỗ tay thật đồng nhiệt nào quý vị. Chúc mừng thứ lại bà mẹ Pì Nào Hoàng Sương và bà sáng sòng từ đàn hát ông Bì còn chắc hay ảnh em điên sùng trùng nhớ lý chân dựt bên sao chạy chân giao bền báo chạm bà xà phong tử khăn ý bản sai xe đường đừa khăn lầy và đầm hai bà mắt có bất trừ hỏng hạc đông chơi bất trừ hỏng và ư đông banh bất trừ chừa mắt lai bất trừ sải mắt kiều khai đi sòng từ đàn hát còn chắc hay phò cả nàng điện thoại phủ sóng quần vương sườn cả nàng quan chào Facebook và cả nàng tin nhắn ra đồ te đò Pì Nào Gây còn chắc bà bùn hòm đèn nén hòm hồng
vũ già tản ai sòng phái còn cho bất chỉ cặt chỉ cung vũ già sẽ đi truyền quan ma phá quan hòa còn sẽ đi khẩn thần huyên truyền khứ vũ già trả quan bàn tản ai buồn khàn hời còn cho mền hồng hạc đốm chơi hồng phở đuông sườn sang đi sòng tổ đàn hông còn cho chỉ đây tiền đuổi sang đuổi kết còn chỉ bấm dây đầu phẩy còn cho chỉ đây tiền đuổi sang đuổi chảy còn chỉ bấm dây đầu xìa còn cho chỉ đây tiền đuổi phổ biến xuống sòng còn chỉ bấm dây đầu hài xịt tiền bới còn đường phòng làn còn sau này thang đà sòng khoái chỗ ngân sau này cám ơn ải đồng du đại na đúng tà du đại bàn hồng bàn du đại phương hát qua phất bìa bán cản mắt tùng tôm cho buồn đôi buồn sòng tổ đàn hông cơ bà bới trong chỗ ngân ải đồng bò mè phù được cả đứng chơi hào hẳn than bành phụ diệt địa bàn hơi tướng trà bàn phụ diệt địa mương tướng trà quang phụ cháu ca đại ca đại tướng bàn phòng phụ xuất đồng xuất đá bít bà tổ bầu phụ điện đồ tàu hơi nhỡ sùng bàn phụ điện đồ đàn bó khoác nghiên hù ẩm bà diệt khẩu hay hốt nà diệt khẩu nát hốt phần cà phê phần nga com nga cóm lành tinh mới đã ải đông qua mẹ nữa. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, đó là tình yêu thì như tia nắng mặt trời, tình yêu như sóng biển chiều hôm, tình yêu như chén rượu đồng, ống vào một chút để hồng đôi môi. Hôm nay ngày lễ sinh đôi, có tình đôi đứa của anh với nàng, và đúng là yêu nhau mãi đuối cũng chiều, mấy sông cũng đời mấy đèo cũng qua, yêu nhau chẳng ngại gần xa, nắng mưa cũng biết mở phòng bà cũng điều. Dạ vâng, yêu và được yêu, đó chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của mỗi con người, là món quà vô giá cuộc sống các bạn tặng cho chúng ta. Có lẽ rằng cũng như bao cặp đôi khác, tuổi trẻ, tình yêu và hôn nhân, nó cũng là quy luật tạo hóa muôn đời. Tình yêu của đứa bạn trẻ ngày hôm nay tự bí như trăm ngàn mùa xuân, như những tia nắng chói chang trong mùa hạ, như hoa thơm ngọt ngào của bưởi hoa sữa mùa thu, và đặc biệt là như những ngọn lửa hồng sưởi ấm mùa đông. Dạ vâng, đó là mừng cho hạnh phúc đứa đôi, mừng cho đứa bạn trọn đời thủy chung, bấy lâu ngày dài như bờ, hôm nay tỏa sức đợi chờ ước mong. Và giờ đây đứa bạn trẻ nguyện chung sức chung lòng, chung chân chung chiếu, chung phong chung bàn, chung một hơi thở chứa chan, chung cha chung mẹ chung một gia đình ấm êm. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, trong tiết trời ấm áp của ngày hôm nay, đó chính là ngày 9 tháng 12 năm 2023, tức ngày 27 tháng 10 năm Quý Mão, đang là tháng tốt, được sự nhất trí của hai bên gia đình, được sự đồng tình của đứa bạn trẻ, cũng như được sự đồng tình của chính quyền địa phương cho phép, hai gia đình đã long trọng tổ chức buổi lễ thành hôn tràn đầy hạnh phúc của đứa bạn trẻ cho buổi trưa ngày hôm nay. Trước sự hiện diện của bà con cô bác trong xóm ngoài làng, đang tay bắt bật bừng từng bước chân son, cho phép MC Đoàn Hàm xin được trịnh trọng tuyên bố buổi lễ thành hôn trầm đầm hạnh phúc của đứa bạn trẻ chú rể Văn Xuân sánh xuất cùng cô dâu Thị Hươi. Thị Hươi, Văn Xuân xin chính thức được bắt đầu 100 tay thân công như nào quý vị ơi. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và kể từ giờ phút đến đây, lớp bạn trẻ chúng ta đã về chung sống quần nhà. Dạ vâng, kính chúc cho lớp bạn trẻ chúng ta sẽ được trăm năm tình viên mãn, và đầu nghĩa phu thê, thiết trường liệt cửu mãi mãi không rời xa. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và trong ngày vui, ngày phúc, ngày trở đại của lớp bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay, thì các cậu, các anh, các chú, các bác đã chuẩn bị những món quà đặc sắc nhất và ý nhất để gửi tặng cho lớp bạn trẻ chúng ta trong ngày trăm năm hạnh phúc ạ. Dạ vâng, đầu tiên tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời tiến bước lên cháu tình yêu, sẵn món quà hạnh phúc nhất gửi tặng cho hai cháu của mình, hai em của mình ạ. Đó chính là gia đình anh Nước Minh cùng với gia đình anh Huy Tân ạ. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời hai gia đình có tên, chúng ta cùng nhau tiến bước lên cháu tình yêu để có món quà đặc sắc nhất gửi tặng cho hai em của mình ạ. Dạ vâng, xin trọng kính mời. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, tiếp theo tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời tiến bước lên cháu tình yêu, sẽ có món quà đặc sắc nhất để gửi tặng cho hai cháu của mình trong ngày trăm năm hạnh phúc.
xin được trân trọng kính mời gia đình cầu Xoan Nghiêm. Xin được trân trọng kính mời gia đình cầu Tâm Trung ạ. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời hai gia đình cầu. Chúng ta cùng nhau tiến bước lên sân khấu tình yêu để có món quà hạnh phúc nhất gửi tặng cho hai cháu của mình ạ. Dạ vâng, xin được kính mời. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, cùng với đó tôi xin được trân trọng kính mời và kính mời tiến bước lên chiến đấu tình yêu sẽ có món quà lặt sắc nhất để gửi tặng cho hai cháu của mình trong ngày trăm năm hạnh phúc. Xin được trân trọng kính mời gia đình cậu Vạn Quyền cùng với gia đình chú Đinh Thể ạ. Dạ vâng, xin trân trọng kính mời. Vì thân mến, đó là một hình ảnh rất là đẹp trên sân khấu phải không quý vị? Và để nữa chúng ta cùng nhau đổ một tràng pháo tay chúc mừng nào quý vị ơi! Dạ vâng, kính thưa thể quý vị thân mến. Tiếp theo tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời tiến bước lên sân khấu tình yêu sẽ có món quà đặc sắc nhất gửi tặng cho hai cháu của mình, đó chính là gia đình bác Đình Long ạ, cùng với gia đình bác Hoài Thoát ạ. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời hai gia đình bác ạ. Đó chính là lấy những tràng vỗ tay thật đồng nhiệt của quý vị. Quý vị ơi, xin mời. Dạ vâng, xin chào, cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều ạ. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, lúc này em như một chén rượu đầy, anh chưa nhếch miệng và lòng đã say. Mẹ em là chén rượu cay, anh xin uống cạn để say suốt đời. Sau đây xin được trân trọng kính mời đứa bạn trẻ hạnh phúc nhất chúng ta trong buổi chiếc ngày hôm nay. Chúng ta cùng nhau tiến bước lên phía tháp ly, người cùng nhau tay trong tay vui đến trên tháp ly hạnh phúc của mình nào. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời chú rể, hãy mời sang xung quanh đầu tiên đi nào. Đắc mắt đi nào chú rể ơi. Dạ vâng, kính thưa thân thành quý vị và những bạn trai sân vận đầu tiên chúng ta đã được mở ra rồi. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời để bạn chúng ta hãy tay trong tay nhau nào, xin mời.
Dòng vần khi đã thân thể của người thân mến. Những dòng diều làng chạy trên tháp lê minh chứng cho đôi bạn trẻ chúng ta sẽ vượt qua mọi báo tháp trong cuộc sống. Và đôi bạn trẻ chúng ta sẽ được đi. Xin mời các bạn, chúng ta hãy mở chai champagne thứ hai đi nào. Xin mời chai champagne thứ hai thì mình dành rót 6 ly dưới nhé, mời bạn nhé. Tuyệt vời quá, cũng như là chú sĩ chúng ta rất là chuyên nghiệp rồi ạ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, quý có bác chị trân trọng và kính mến. Và như vậy, những dòng diều hồng chúng ta đã được rót ra. Ly thứ nhất tượng trưng cho nghĩa vợ tình chồng. Ly thứ hai tượng trưng cho ông ta và Nguyệt lá kết tóc xe duyên. Những ly tiếp theo để mời chúc cho đời bạn đầy đầy bên nhau. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến. Đúng là vui sao khi thấy con mình trưởng thành đẹp đẹp duyên tình đến ta. Và giúp con từ tuổi đưa nơi, dạy con từ tuổi biết người biết đi. Con cha mẹ lấy gì sánh đùi, dạy cho con nói tốt làm hay. Mong con thân đến nên người, mong con khôn lớn từng ngày từng đêm. Dạ vâng, để có được tiếng ngày hôm nay, đó chính là nhờ ơn dẫn dục vô bờ biển của bậc sinh thành. Sau đây xin được trân trọng kính mời đứa bạn trẻ hạnh phúc nhất của chúng ta, hãy cùng nhau mừng những ly rượu hồng điều hiếu nhất, hạnh phúc nhất của đời mình cùng dâng lên cha lên mẹ. Dạ vâng, xin chào kính mời. Trước hết thì mời đến bố mẹ vợ và cô dâu, mời đến bố mẹ chồng ạ. Dạ vâng, xin chào kính mời. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời đứa bạn chúng ta cùng nhau nâng ly lên nào, xin mời. Dạ vâng, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời hai gia đình cùng chia đôi bạn trẻ chúng ta hãy cùng nhau cùng ly với nhau thế nào, xin mời. Dạ vâng, ban tổ chức cũng xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta đang có mặt trong buổi lễ thành hôn trăm năm hạnh phúc của bạn trẻ ngày hôm nay. Chúng ta cùng nhau rót chén ly rượu của mình và cùng nhau nâng cao ly rượu của mình lên. Em những người làm chương trình sẽ đếm 1, 2, 3 rô và 2, 3 chúc mừng hạnh phúc nhé quý vị ơi. Dạ vâng ạ, xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng nhau nâng cao ly rượu của mình lên nào, kính mời. Lên nào quý vị ơi. Dạ vâng, chuẩn bị sẵn sàng chưa nào quý vị ơi. Mẹ quá quý vị ạ. To đều nhé quý vị nhé. 2, 3 chúc mừng hạnh phúc. Xin mời quý vị ơi. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, lúc nào cũng ngày sum họp chúc mai tính trong một cách nghĩa dài trăm năm. Hôm nay thứ hai tết tình cứ giản vấn đề như chung một nhà. Một lần nữa ban tổ chức chúng tôi xin được thay lời cho đoàn trẻ cũng như đến lời cho hai bên gia đình xin được trân trọng cảm ơn toàn thể các ông bà cô dì chú bác các cụ các ông các bà các bạn trẻ nam nữ thanh niên chúng ta đã có quản ngại đường xá xa xôi mất chút thời gian hòa ngọc của mình để tham dự buổi lễ thành hôn trăm năm hạnh phúc của đoàn trẻ trong buổi trước ngày hôm nay. Kính chúc toàn thể quý vị chúng ta sẽ có một bữa tiệc thật vui tươi và ngon miệng ạ. Một lần nữa ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị. Dạ vâng, sau đây ban tổ chức xin được trân trọng kính mời các bạn trẻ cùng với hai bên gia đình chúng ta hãy cùng nhau trở về từ văn kiện để cùng cảm ơn chia sẻ với bạn người thân trong nhà. Và vâng, xong kính mời.